Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe review và tóm tắt chuyện Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả là Tiêu. Thể loại chuyện ngôn tình hiện đại sủng HE. Chuyện hoàn 608 chương. 4 năm trước, cô yêu anh say đắm. Cô cũng là mối tình đầu khiến anh phải khắc cốt ghi tâm. Vì không muốn đăng hộ đối, mối tình của họ bị phụ huynh phản đối mạnh mẽ. Thậm chí người phụ nữ anh gọi là mẹ khiến cô suýt làm mất đi đứa con của mình. Muốn làm vợ bác sĩ, có gia thế hiển hách đâu phải là điều dễ dàng. Cô lại chẳng phải nàng công chúa được gia đình anh đón nhận vào lâu đài của họ. Cuộc đời của Đỗ Hoàng Ngân trong chuyện vợ làm bác sĩ vì Cao Dương Thành mà hạnh phúc. Cô cũng vì anh mà đau đớn đến tan nát cõi lòng, thậm chí còn chết hụt một lần do những âm mưu quỷ kế nhằm ngăn cản tình yêu của họ từ người mẹ. Mở đầu câu chuyện là một tình huống khiến người đọc phải thót tim vì lo lắng cho nữ chính Đỗ Hoàng Ngân và đứa con trong bụng cô. Tác giả cũng đưa cảm xúc của độc giả đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ bởi hành động tàn nhẫn của bà Cao, Ôn Thuần Như, mẹ của Cao Dương Thành. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được một người phụ nữ sao có thể tàn nhẫn đến vậy. Chỉ vì không đồng ý mối tình của con trai mà ép một người phụ nữ khác phải giết chết đứa con của chính mình. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng với Ôn Thuần Như là ngoại lệ, bởi bà ta chưa bao giờ coi đứa bé trong bụng của Đỗ Hoàng Ngân là máu mủ của mình. Để bảo vệ con trai, Đỗ Hoàng Ngân buộc phải ra chết, đến một nơi khác để sinh sống. 4 năm sau, cô gặp lại người đàn ông mình từng yêu đến tận xương tủy. Lúc này, anh vẫn là bác sĩ đẹp trai, tài năng, với gia thế hiển hách khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Còn Đỗ Hoàng Ngân, cô đã kết hôn với một người đàn ông khác và ly hôn. Giờ đây, cô đã là một bà mẹ đơn thân, phải chạy vạy từng đồng để có tiền chữa bệnh cho đứa con khổ sở vì máu trắng nhưng thông minh, hiểu chuyện. Trong phòng bệnh của con trai, cô cũng thường xuyên được nghe các y tá trẻ kể về bác sĩ Cao, người đàn ông độc thân hoàng kim, người tình trong mộng của tất cả phụ nữ trong bệnh viện. Cảm giác khi nghe họ nhắc đến người ấy là gì nhỉ? Đau lòng, xót xa, chua chát, nhưng có thể làm được gì cơ chứ? Khi mà giờ đây cuộc đời cô và người ấy đã là hai đứng thẳng song song. Cứ nghĩ cuộc đời họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng khi duyên phận đã đến thì làm sao mà thoát được? Đỗ Hoàng Ngân lại gặp Cao Dương Thành khi anh là bác sĩ điều trị chính cho em gái của cô là Đỗ Thành Nga, một nữ phụ ngu ngốc nhảy lầu tự tử vì đàn ông. Đỗ Thành Nga yêu Cao Dương Thành điên cuồng, chỉ vì gặp được anh mà cô ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình. Khi hai người gặp nhau, trái tim của Đỗ Hoàng Ngân đập lỗi nhịp. Còn với Cao Dương Thành, ánh mắt anh nhìn cô như nhìn một người qua đường không quen biết. Điều này khiến Đỗ Hoàng Ngân vô cùng khổ sở. Nhưng cô cũng hiểu giữa hai người bọn họ là điều không thể. Vì để em gái mình không bị tổn thương, Đỗ Hoàng Ngân cầu xin Cao Dương Thành từ chối tình cảm của ả. Thế nhưng khi anh từ chối em gái bằng những lời tàn nhẫn nhất, cô lại thấy nhục nhã, đau đớn. Tình cảm của hai chị em họ cũng vì thế mà căng thẳng. Cao Dương Thành hận Đỗ Hoàng Ngân vì năm ấy cô rời đi không lời từ biệt làm anh đau khổ. Lần này gặp lại, dù cố tình xa cách nhưng cô vẫn khiến anh rung động. Bề ngoài biểu lộ sự oán hận, chán ghét, nhưng kỳ thực khi nhìn cô đau khổ, anh lại không nhịn được mà xót xa. Cuộc gặp gỡ giữa Cao Dương Thành và Dương Dương cũng mở ra những tình tiết thú vị. Cậu bé nhỏ xíu, ốm yếu nhưng lại thông minh, hiểu chuyện, làm trái tim anh mềm mại. Có lẽ trong thâm tâm anh cũng mong muốn có một đứa con của riêng mình. Tiếc là vì đảm bảo an toàn cho đứa trẻ mà Đỗ Hoàng Ngân không dám cho anh biết. Cuộc gặp gỡ định mệnh tại bệnh viện đã mở ra chiếc hộp Pandora. Những tình huống vô tình gặp mặt giữa hai người họ càng ngày càng nhiều. Tình yêu giữa họ cũng vì thế mà được hâm nóng lại. Đỗ Hoàng Ngân vì Cao Dương Thành mà đỡ một chai nước ớt từ một bệnh nhân điên cuồng vì ghen. Còn Cao Dương Thành vì xót xa cho cô mà hận không thể lột ra rút gần người đó. Anh ghen tuông khi biết Đỗ Hoàng Ngân đã kết hôn, rồi lại căm ghét người chồng đó khi thấy Đỗ Hoàng Ngân vất vả vì mưu sinh. Để phát tiết sự bực dọc, ghen tuông trong lòng mình, Cao Dương Thành cưỡng hôn Đỗ Hoàng Ngân. Sự quật cường của cô đã cướp mất trái tim anh một lần nữa. Lần này Cao Dương Thành quyết định chiếm đoạt cô, một lần nữa trói buộc người phụ nữ này vào cuộc đời anh. Cứ ngỡ 4 năm sau anh hận cô đến tận xương tủy, không ngờ rằng lại một lần nữa yêu cô, muốn cô đến nghiện. Anh khao khát cơ thể của Đỗ Hoàng Ngân, lại càng muốn trái tim cô hơn. Thế nhưng sau khi trải qua những cơn sóng gió mà bà Cao đã gây ra cho cô, liệu Đỗ Hoàng Ngân còn đủ dũng cảm để yêu anh thêm một lần nữa? Không những vậy, Cao Dương Thành đã đính hôn với một nàng tiểu thư môn đăng hộ đối. Liệu cô ta sẽ bỏ qua cho Đỗ Hoàng Ngân sao? Rồi cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu?
đứa con chung của hai người có được chữa khỏi. Một người phụ nữ ác độc như bà Cao liệu có bị quả báo hay không? Tất cả câu trả lời sẽ có trong chuyện Làm vợ bác sĩ. Mặc dù Làm vợ bác sĩ là chuyện ngôn tình do tác giả Việt Nam viết, tuy nhiên có nhiều tình huống không phù hợp lắm với văn hóa của người Việt. Nhưng nhìn chung đây là một cuốn ngôn tình sắc đáng đọc. Ngoài những tình tiết có phần cầu huyết ở phần đầu thì mạch truyện sau đó theo mình là khá ổn. Bên cạnh đó các tình tiết khai thác nội tâm nhân vật cũng ok. Nên theo mình, nếu bạn nào đang tìm một câu chuyện ngôn tình sủng, có người nhẹ thì Làm vợ bác sĩ là một lựa chọn không tệ. Hãy nhiệt liệt nhảy hố nhé! Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé! Mời các bạn cùng nghe một phần trích đoạn trong truyện. Chương 1. Cơn mưa chút xuống như nghiêng trời lệch đất, bao trùm cả thành phố trong một tấm màn màu xám xịt, đè nén khiến con người ta không sao thở nổi. Trên nền đất trống trải và tiêu điều, có một chiếc xe đa dụng màu đen đang đỗ. Cách mũi xe không xa, có một người phụ nữ lạnh lùng nhưng quý phái đang cầm ô đứng ở đó, khí thế áp đảo, mà đối diện với bà ta là một cô gái còn rất trẻ. Cô gái kia không che ô, chỉ đứng giữa màn mưa, ngửa đầu, cứng cỏi, giữ tình thế giằng co với người phụ nữ ấy. Đỗ Hoàng Ngân, cô tự nghĩ cho kỹ, thứ nghiệt chủng này, sống hay chết đây? Giọng nói bà ta lạnh nhạt như vọng ra từ hầm băng, không hề có một chút ấm áp nào. Mẹ, đứa bé này cũng là huyết mạch của nhà họ Cao, mẹ không thể đối xử với nó như vậy được. Đỗ Hoàng Ngân vẫn cố gắng thuyết phục người phụ nữ trước mặt mình. Hai tay cô che chở cho vùng bụng đã hơi nhô lên của mình, nhưng chưa từng cảm thấy có giờ khắc nào lạnh lẽo và bất lực như giây phút này. Xì. Bà Cao, ôn thần như, phì nhổ một tiếng đầy khinh bỉ. Một con điếm cũng xứng đáng sinh con cho nhà họ Cao ư? Con không phải điếm. Đỗ Hoàng Ngân gào rát họng, mắt đỏ vằn tơ máu, cô chấp thét lên trong màn mưa. Mẹ cô là điếm, cô cũng chẳng tốt đẹp hơn được. Mẹ con không phải điếm, mẹ con không phải. Ôn Thuần Như cười lạnh đầy khinh miệt. Đỗ Hoàng Ngân, thứ nghiệt chủng này chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Không chết ngay trong bụng cô thì cũng sẽ chết ở bệnh viện. Tôi tuyệt đối không để cho nó nhìn thấy ánh mặt trời của thế giới này. Bước chân của Hoàng Ngân lảo đảo, cô vội vàng lùi về sau, hoảng sợ trừng mắt nhìn người phụ nữ tàn nhẫn trước mặt. Bà là thứ ác quỷ. Đúng vậy, thứ ác quỷ ăn thịt người không xương như bà ta, đến cả con trai mình cũng có thể đối phó được. Cái gì mà không nằm nổi chứ? Nếu như cô không chịu bỏ nó đi, vậy thì cũng không sao. Tôi cứ để cô mang thai đủ 10 tháng, cho cô với nó yêu thương nhau trong 10 tháng. Đợi đến ngày nó ra đời, tôi cũng phải cho cô tận mắt nhìn xem nó tắt thở một cách từ từ như thế nào. Đừng mà, đừng mà. Hoàng Ngân không kiềm chế được bản thân mà lắc đầu hét ầm lên. Hốc mắt đã được phủ một tầng hơi nước do quá hoảng sợ. Sao bà có thể đối xử với nó như thế? Nó là cháu bà, là cháu ruột của bà. Bà già điên này. Hoàng Ngân nghiến răng nghiến lợi, nhưng đột nhiên trong tay cô có thêm một con dao phẫu thuật. Ngay sau đó, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, cô đã hung ác giơ tay lên, cắm thẳng con dao phẫu thuật sắc nhọn trong tay vào vùng bụng trái của mình. A! À! Tiếng thét như xé ruột xé gan đó rạch ngang bầu trời sáng dịt. Máu tươi trào ra từ bụng cô, chảy thẳng xuống đất, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đau quá! Đỗ Hoàng Ngân nằm giữa vũng máu, mặt mũi trắng bệch, không còn một chút sức sống nào. Nhìn cô chảy máu đầm đìa, Ôn Thuần Như cuối cùng đã nhích môi tỏ ý vừa lòng. Đỗ Hoàng Ngân, nếu như không cút khỏi thành phố S, vậy thì thứ đàn bà ti tiện như cô cũng sẽ có kết cục giống vết nghiệt chủng trong bụng cô thôi. Tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Ôn Thuần Như đi rồi. Trong cơn mưa xối xả, Đỗ Hoàng Ngân nằm trên nền đất, ý thức mơ hồ sờ được điện thoại trong túi áo mình. Cứu, cứu em. Vũ Đạt, cứu con em với. 4 năm sau, tại công ty thiết kế nội thất Hòa Phát, thành phố A. Cuối cùng cũng có thể tan ca rồi. Đỗ Hoàng Ngân đấm đấm lên bả vai mỏi nhừ của mình, bắt đầu thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị để tan ca. Hoàng Ngân, nóng lòng đợi tan ca thế, đi thăm con trai à? Đồng nghiệp Lý San hỏi cô. Đúng vậy. Đỗ Hoàng Ngân cười tươi rói, gương mặt tràn ngập ánh sáng hạnh phúc không thể che giấu nổi. Tôi đi trước nhé, tạm biệt. Cô vẫy vẫy tay chào một tiếng rồi vội vã tan làm, chạy thẳng tới bệnh viện. Xem ra đợt này bệnh tình của thằng bé Dương Dương ổn định hơn khá khá rồi đấy. Lý San nhìn theo bóng dáng Đỗ Hoàng Ngân, vui mừng cảm thán một câu. Làm sao cô biết? Đồng nghiệp Lưu Mai cũng tò mò ghé lại gần.
Khà, nhìn tâm trạng cô ấy kìa. Gương mặt kia chính là biểu đồ bệnh tình của Dương Dương mà. Sức khỏe Dương Dương có ổn hay không đều viết hết lên mặt cô ấy rồi. Nói cũng đúng. Đồng nghiệp Lưu Mai gật gật đầu. Hoàng Ngân cũng phải chịu nhiều áp lực lắm đấy. Một mình làm mẹ đơn thân thì thôi. Cô xem, sao đứa bé đáng yêu thế kia lại bị máu trắng chứ? Hay, cứ làm hóa trị mãi như thế, thằng bé chịu không nổi mà kinh tế gia đình cô ấy cũng không gánh được đâu. Ừ, chúng ta cũng chỉ có thể cầu cho hai mẹ con cô ấy nhanh chóng tìm được tủy sống phù hợp thôi. Bệnh viện Tiến Ba Vinmec. Hoàng Ngân vội vã chen vào thang máy đã chật kín người, ấn nút lên tầng số 10. Thang máy khởi động, mỗi một tầng đều có người lên lên xuống xuống. Vật vã mới tới được tầng 10, Đỗ Hoàng Ngân vội vàng lách mình ra khỏi thang máy, đi về phía phòng bệnh 1023. Đẩy cửa phòng bệnh ra, bên trong trống rỗng, không thấy bóng dáng bé nhỏ của con trai cô đâu. Hoàng Ngân kính quáng lên, ra khỏi cửa tiện tay túm lên một y tá đúng lúc đi ngang qua phòng bệnh của con trai cô mà hỏi dồn dập. Cô y tá, con trai tôi đâu rồi? Cô có nhìn thấy con trai tôi không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện cũng như review chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.